Dạ vâng ạ, em chào anh Cường nhá. Em chúc anh Dậu buổi tối thật là vui vẻ nhé anh Giai nhé. Giai đang làm gì đây? À anh ăn lâu rồi thế à? Vâng. Em vừa ăn cơm xong. Vâng, vừa ăn cơm xong. Tranh thủ nên live stream tí. Tranh thủ nên live stream tí. Thỉnh thoảng anh Giai phải vào nay nói chuyện cho nó vui, nói chuyện cho nó khí thế. À anh đang trà đá. Đang trà đá. Trà đá là có thật đấy. Đúng không? Thuốc nào phê pha. Em thuốc nào cũng gần hết rồi. Thuốc nào hút được thuốc nào hút được chắc ngày mai ngày kia. Chắc hút được khoảng 2 hôm nữa thì hết thôi. Nhưng mà anh, cái thuốc của anh nó là thuốc thừa rồi. Thuốc của anh nó là thuốc thừa rồi, nó là thuốc đẳng cấp rồi. Hút nó không bị nóng cổ mà nó êm, say nhưng mà nó say êm. Em chào cả nhà nhá. Em chào tất cả các anh trai, các chị gái, những người mà yêu quý thầy Thích Minh Tuệ, chị Nguyễn Phương Hằng và em Hoàng Hường Nha Khoa nhá. Chào cả nhà. Ở trên mạng bây giờ ấy, chiếm cái tỷ lệ là 99% là toàn các anh, các chị, những người uy tín và đẳng cấp thôi. Còn ba cái loại sâu bọ, ba cái loại gọi là rác rưởi nằm im hết rồi. Nằm im hết rồi. Không dám vo ve nữa. Vo ve một phát là bị cộng đồng mạng tiêu diệt luôn. Tuổi gì? Một người chọi với 10 người thì chọi làm sao được. Đúng không cả nhà? Cậu Tăng. Một người mà chọi với 1.000 người thì làm sao mà chọi được, đúng không cả nhà? Chào anh Tuyết nhé. Chào anh Hải. Chúc anh Tuyết có buổi tối vui vẻ nhé. Cái thằng danh con chủ kênh TikTok ấy, mình nhắn tin nó không dám nhắn lại cả nhà yêu ạ. Mình nhắn tin mình xin số điện thoại của nó để mình dạy cho nó một bài học, nhưng mà nó không ấy. Nó không dám nhắn tin với mình. Cho nó một bài học để cho nó biết thế nào. Cậu điện nhầm rồi, ok. Bố mẹ là không dạy được nó thì để xã hội dạy, đúng không cả nhà? Cả nhà có nhận không? Bố nó không dạy được, mẹ nó không dạy được nó thì để xã hội dạy, thế thôi, đơn giản nó là vậy thôi. Mất dạy. Mở lên một cái phòng live stream để quy tụ toàn những cái loại mất dạy ngồi lên để soi mói, để nói xấu người khác. Mình không ủng hộ cái việc đấy. Chào anh. Cảm ơn Nhung Nguyễn. Chúc Nhung Nguyễn với gia đình có buổi tối thật là vui vẻ nhé. Những người ấy mà Bùi Trung Hiếu lúc nào cũng yêu quý, trân trọng, tôn trọng và học tập những cái việc tốt. Đó là ai ạ? Đó là chị Nguyễn Phương Hằng là một này. Thầy Thích Minh Tuệ là hai này. Và em Hoàng Hường là ba. Đấy, nếu mà nói về ở trên không gian mạng, ba người này nói thật sự với cả nhà không còn gì để mà chê. 10 điểm cộng không có nhưng. Cả nhà yêu ạ. Tức là 10 điểm cộng không có nhưng. Đấy, nha. Yeah. Xin chào cán bộ tỉnh. Hello em Giai. Anh chào em Giai Tuấn Bộp nha. Anh chúc em với lại gia đình luôn mạnh khỏe,
vui vẻ, hạnh phúc, thành công, thành đạt và kiếm thật nhiều tiền nhé Tuấn Bột nhá. Chào Đạt Nguyễn. Nghe mà ức chế loại đó, gặp nạn nó còn không dám gần nhà nó. Tất cả các anh trai, các chị gái ở trên cộng đồng mạng nhé. Cả nhà ấy, những ai mà chơi TikTok ấy, hoặc là chơi các nền tảng ấy, mà truy quét được cái số điện thoại của cái thằng danh con ấy, cả nhà cung cấp cho Bùi Trung Hiếu nhé. Để Bùi Trung Hiếu rất thích nói chuyện tay đôi với nó. Đây này, đây này, mà nhắn tin mà nó không trả lời đây này. Đấy, nó đấy, đấy chính là kênh của nó đấy. Đấy, kênh của nó đây này. Đấy, chính là nó đấy. Đấy, chính là kênh của nó đấy. Cái thằng mất dạy đấy. Cái thằng mất dạy đấy. Bố không dạy được, mẹ không dạy được. Để xã hội dạy, để Bùi Trung Hiếu dạy nó. Chính là nó đây này. Đấy, nhắn tin nó có trả lời đâu. Nó không trả lời. Tin không trả lời. Đấy, thằng mất dạy đấy. Ví dụ như là nó xây một cái kênh lên để nó lan tỏa những cái tốt cơ thì mình ủng hộ, cả nhà có nhận không? Bây giờ nha, nó xây lên một cái kênh TikTok để nó lan tỏa những cái tích cực, đúng không? Đó, những cái tốt thì mình mới ủng hộ. Chứ nó xây lên một cái kênh để nó quy tụ những cái loại gọi là mất dạy, những cái loại gọi là rác rưởi, những cái loại cặn bã. Những cái bọn này thì dứt điểm là phải chỉnh đốn. Tưởng anh xử nó rồi. Hôm qua anh nên anh nói chuyện tay đôi với nó, nhưng nó lại không xúc phạm anh. Điều mẹ thế nó mới ác nhỉ. Qua anh nên phòng nó đây. Bao nhiêu người xem đây? 400 người. Chào Đông Lê. 400 người ngồi ở dưới xem. Đấy. Còn riêng ở trên phòng là 9 người. 9 người thì anh mở cam. Anh mở cam như thế này, nó cũng mở cam như thế này. Nói chuyện tay đôi với nhau. Đấy, anh cũng nhấn mạnh, anh bảo nó là... Tức là em nói gì cũng được, nhá, nhưng mà tuyệt đối không được nhắc đến Hoàng Hường. Anh bảo thẳng nó luôn là tuyệt đối không được nhắc đến Hoàng Hường. Còn em nói cái chuyện gì ở đâu, anh Hiếu không quan tâm. Nhưng mà nó lại không bật lại. Không bật lại. Nó không xúc phạm anh. Nó không xúc phạm, nó không bật lại cả. Không, nó không bướng. Cả mấy cái thằng mất dạy nữa đấy. Mấy cái thằng mà ngồi ở trên phòng nó thế đấy. Cứ ai nên là nó chèn ép thôi. Những người tốt nên nhá, mình kể cho cả nhà nghe. Tức là những ai mà bênh Hoàng Hường ấy, tức là bênh Hoàng Hường là những người tốt. Nên trên live ấy, nó chỉ cho nói mấy câu xong nó lại tắt mic lại, nó không cho nói. Mà nếu như mà nói thêm một tí nữa ấy, mà lại nói đúng một tí nữa ấy, là nó đá xuống. Nó lại đá xuống. Cứ anh nào mà ngồi lên trên phòng đấy nhá, chỉ cần bênh Hoàng Hường một phát ấy, chỉ nói được mấy câu thôi nó lại tắt mic, nó không cho nói. Đấy. Sau bắt đầu nói kiểu có những câu kiểu đúng đúng quá ấy, nó đá xuống. Cả nhà bảo cay chứ, sao không cay, đúng không? Hoàng Hường quá giỏi, mình rất cảm phục. Bùi Trung Hiếu cũng ấy mà. Cũng tôn trọng mà. Những ai tôn trọng là mình nói luôn, đúng không? Không phải úp mở. Không cần về vòng vèo gì cả. Những ai người ta mình đáng tôn trọng, mà cái từ tôn trọng thì nó rất là cao quý rồi, đúng không? Chào Đạt Nguyễn. Hoàng Hường quá, Hoàng Hường giỏi quá anh ạ. Đúng rồi, Bùi Trung Hiếu cũng ủng hộ cái việc đấy mà. Và Vũ Đường ơi, uy tín luôn anh. Còn già đấy, anh nên còn già, anh nên anh ngồi ở trên phòng đấy. 400 người ngồi ở dưới xem, trên phòng thì 9 người. Anh nói chuyện tay đôi với cái thằng danh con ấy luôn. Anh nói chuyện tay đôi luôn. Anh mở cam đàng hoàng. Anh không cần phải đóng cam gì cả. Thế nhưng mà nó lại không chửi anh. Nó lại không xúc phạm anh. Mặc dù nó biết là anh bênh Hoàng Hường. Tức là anh là người đứng ra bênh Hoàng Hường. Mà nó không chửi anh. Nó không xúc phạm anh. Mẹ thế. Đây 400 người xem chứ có phải là không đâu. Anh nói dối đâu. Nhưng mà anh không thích quay video. Anh hai điện thoại. Anh không thích quay. Anh quay anh đăng lên rồi đến lúc có những người ta hiểu lầm ấy. Người ta lại bảo cái ông Hiếu này nằm màu. Ông Hiếu này kiểu câu view câu like ấy. Hiểu chưa? Nói chuyện với nó còn quay video để đăng lên. Đấy tức là anh không, tức là anh tránh. Anh tránh, tức là anh tránh những cái gì cần tránh nhá.
là anh phải tránh đến mức hết sức có thể, đúng không? Bây giờ nha, một máy này đúng không, anh nói chuyện với nó tay đôi ở trên phòng của nó, 8 người với anh với nó đấy, cộng thêm 400 người ngồi ở dưới. Bây giờ anh nói chuyện với nó như này, anh quay video thì đơn giản đúng không, anh quay 1 phút 2 phút anh đăng lên thì như thế thì người ta lại bảo ôi mẹ mày cái ông này, ông ấy câu view câu like giật tít giật tiếc vớ vẩn. Thế nên anh tránh, anh không tránh, anh không thích như vậy. Anh chỉ nên anh chỉnh đốn nó, anh nói để cho nó, chứ còn nếu hôm qua nó chửi anh là nó hỏng luôn, nó chửi anh là nó hỏng luôn lập tức. Bởi vì sao mà hỏng luôn? Mày là đàn ông, tao là đàn ông, đúng không? Hai thằng đàn ông nói chuyện với nhau, đúng không? Bây giờ cái Hoàng Hường nó có làm gì đến tội đâu mà mày nôi nó ra để mày quy tụ những cái loại mất dạy để mày năng mạ, mày xúc phạm rồi mày soi mói nó, đúng không? Mày có quyền nói người khác thì tao có quyền nói mày, ok chưa? Nhá. Nhưng mà mày thua tao ở cái chỗ là đây là mày đang chấp phụ nữ, nhưng tao thì tao lại bênh phụ nữ, đúng không? Tức là mày là cái loại đàn ông, đúng không? Đấy, săn siêu với phụ nữ. Nhưng tao là một cái người đàn ông bảo vệ phụ nữ, đúng không? Tao thích nói chuyện với mày tay đôi. Đàn ông nói chuyện với đàn ông nó mới là đẳng cấp, nó mới là ngang cơ, đúng không em?